Chào mọi người ha, sẵn soạn laptop Dell Latitude 5290 thì soạn luôn. Ở đây cũng là một cái con 5290 ha, vẫn là i5 Gen 8, RAM 8 SD256 và tất cả đều có thể nâng cấp được hết. i5 Gen 8 là mọi người 8 CPU, RAM 8 GB. Mọi người có thể là sử dụng cái con máy này mình làm văn phòng rồi là ok, học hành online rồi các kiểu. Nói chung là cái cấu hình Gen 8 thì văn phòng là quá thoải mái rồi. SD256 GB. Màn hình là đẹp, không có lỗi làm gì. Và màn hình này á, thì mọi người là màn hình HD, không phải Full HD nha. Cũng như là cái con kia thôi, nó chỉ khác nhau về chút về cái ngoại hình thôi mọi người. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này, các ngõ kết nối nè. Sạc Type-C, HDMI, USB. Và phím thì rất là đẹp. Con nào con nấy là phím nó đẹp lắm mọi người. Đây nè, nó dường như người ta là không có sử dụng luôn á. Đây này, mạng LAN nè, màn hình nè, USB, tai nghe các kiểu. Đẹp, đẹp. À, lộn lộn, đẹp đẹp. Và cái này thì không có được đẹp nha, cái chỗ này là nó có bị cứng đây mọi người, nó cứng một chút xíu ở đây, chút xíu thôi, nhìn thì thấy vậy đó. Đây mọi người nè, cứng một tí thì ti đó đó, mà nó hơi lồi lên một chút, nhưng mà ngược lại thì nó lại đỡ được cái phần này, cho nên đó là nó không có hề ảnh hưởng gì hết mọi người. Nó giống như cái cục kê cao su vậy thôi, không hề ảnh hưởng gì nha. Và đại khái là máy nó có bị móp nhẹ tí chỗ này, còn lại là mình thấy là tương đối ok, hoạt động hoàn hảo, pin trên 3 giờ, kèm sạc zin. Có bị móp tí đó, phần vỏ ở ngoài nhìn thì cũng nó cũng sạch sẽ nha, có chỗ này đi kỹ hơn. Đây mọi người, có trầy xước một chút nè, hơi mòn một chút xíu, và chỗ này hơi xước một tí thôi trên cái nẹp nhôm, còn lại là thì thấy cũng tương đối sạch sẽ. Máy nào thì nó cũng phải có hơi bóng nhẹ đã qua sử dụng, mà không thể nào mà như mới được. Cái này cũng vậy nè, nó hơi bóng nhẹ chút xíu thôi. Chỗ này có một cái gọi là cái tơ xước lông mèo rất là nhẹ, tơ rất là nhẹ luôn. Tơ đó thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu, nó không có nặng, mọi người nhìn xa mọi người không có thấy được. Vậy thôi, và cái con máy này thì cũng hoạt động hoàn hảo, cũng vậy thôi. Nó chỉ có là cái vỏ nó không được đẹp bằng cái con kia một chút xíu. Và đây là mình đặt A750, mọi chức năng là ok hết, máy kèm sạc zin, giá chỉ có 3,5 triệu thôi. Ai chốt thì inbox mình, giá cực kỳ ok, pin nó thì trên 3 giờ. À, cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình ha. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều.